Hồi đó ông già ông nói chuyện ngọt quá, ông thương luôn à. Thấy ông già quá dạ. Rồi ông nói chuyện ngọt hay sao? Nói chuyện ngọt rồi thương luôn. Rồi thương ông luôn. Dạ. Hèn ơi. Ai cha con đi đâu hả? À? Có khi nào người ta nói gì không? Mà có, ta nói mà ta không dám nói ngay mình. Có nói không? Có. Nói sao chứ? Muốn ta hỏi. Nói sao chứ? Nói sao mà ông này ông già làm như là con ổng cái gì á. Chứ người ta không có nghĩ tới cháu. Đúng rồi, đó đúng rồi. Chừng mình đi rồi á, mình uống lại á, thì người ta có hỏi mày. Người ta chủ quán mình mới đầu tiên chưa quen, người ta hỏi nè ông Minh. Thấy ông dẫn hoài là chủ quán thì nghi người ta, nghi là vợ mình đúng không? Còn ngoài đường người ta nói là chủ quán. Chủ quán nói mình. Giờ á, cô hỏi thiệt anh Minh nha, cái này là vợ anh á, con anh á, trời vợ tôi á. Tới chừng mà tôi làm giấy kết hôn đó kìa. Cái trẻ đó, gái trẻ cái gì đó. Ngon à chứ mình. Gái trẻ thì nó ngon hơn, vị tơ đầu tiên mình mới biết được. Còn lúc này thằng bà nó 5 năm rồi, 5 năm mà gặp cái tuổi mình nó cũng được, đã chấp nhận rồi, mình còn mắc cỡ đến đời của mình đã biết rồi. Bây giờ anh đây hồi nào giờ chưa có biết, bây giờ anh nói đó cho mạnh dạng cho anh cũng gờ em coi có ý sao. Miễn mà gờ em á, vuốt coi, vuốt đùi thuê thôi. Ai vuốt? Bộ tôi. Vuốt sao chứ? Vuốt nghe nó em à. Cái này đó, nhỏ cháu tôi trở qua tình thiệt anh. Chào chú Minh nha. Dạ, bữa nay con đi trên đường á thì con cũng thấy là chú Minh chở vợ đi tham quan đúng không? Dạ, đi tham quan vòng vòng vậy đó. Đúng lắm. Dạ. Chú Minh ơi, thì theo con được biết á, chú Minh là có một cái người vợ rất là trẻ đúng không chú Minh? Đúng. Chú Minh, theo chú Minh đó là năm nay nhiêu rồi chú Minh? 62 rồi. 62. Còn chừng tháng ngoài nữa là cái gì 63 đó. Rồi lên tuổi nữa là sao, sao chú Minh mà có bà vợ trẻ dữ, chú Minh cấp đầu quen mãi sao chú Minh vậy? Cái đó mình chưa có quen. Sao thì chú thì mình hiểu sống cha mẹ bị gì bà bắt buộc bắt không cho có vợ. Dạ. Rồi mình sợ có ở đây hoàn cảnh bỏ cha mẹ mình cũng thấy về. Dạ. Một là mẹ với một nữa là vợ đi. Dạ. Nó khác nhau vĩnh biệt, cái đó là cũng như là một đó, thì mình có sợ để suy nghĩ mình bỏ mẹ mình già. Dạ. Cả đây thăng tuổi bà nuôi mình. Dạ. Từ nhỏ tới lớn. Dạ. Thôi bà cũng bị mấy thằng rồi. Dạ. Thôi thì mẹ nói vậy con nghe vậy là phải ôm. Ôm sao chứ nó ôm bụng phải chịu. Trời ơi. Chứ không phải mình nghĩ là tình mẹ mà nói vậy mình cũng có hận cũng có kỳ phải không? Thôi gắng ôm bụng mẹ chịu đi. Và ôm hoài với chịu chạy một ngày, một tháng, một năm chạy viết mà mối mang á. Rồi mấy bà già cả ta mới nói. Nói sao chú Minh? Nói Minh ơi bây giờ mày ghé đi. Để ta hỏi bà sao coi ý sao mà bà không cho mà có vợ. Tôi nói bà Năm ơi. Thì tôi nói hoàn cảnh mẹ tôi vậy vậy đó. Dạ. Giờ bà nói vậy tội nghiệp hoàn cảnh cho mày khổ sau này. Để má mà làm tội chết. Tôi nói thôi tùy. Cái đó cha mẹ mà. Mày á chứ gặp con ta tới lớn rồi ta lo cho vợ rồi. Đặng cái sự sống sau này con nó được á. Vì nhờ nó. Bây giờ tới mà mẹ mày không cho rồi. Sau này mày già cha già con muộn. Y quan cái cảnh đó khó kiếm lắm. Giờ chở cho tụi nghiệp mày, tội cho má mày. Đó mới nói vậy đó. Là giờ này nè tôi cũng chở bà mối rau về nè. Thường thường là 4 giờ chở tới 9, 10 giờ lận bị 2 phút á. Nói giờ này quẩn mày chở tao về tao ghé tao nói má mày. Dạ. Đó mới ghé hỏi mình cũng tình thiệt mình đâu sợ. Dạ. Ghé nói bà thì bà cũng thảo thuận với mẹ mình. Thảo thuận bà nói bà xáo hôn bà ra đây tôi nói cho bà nghe. Bà làm gì nè tụi nghiệp nhỏ. Đó bà con đông. Thì cái số phước á cũng được này cũng được kia. Dạ. Bà làm với tụi nghiệp nó cũng lo cho gia đình nữa, bà cũng biết rồi phải không? Bây giờ thấy nó lo rồi thì bà lo vợ mấy kia, thì bây giờ cuối cùng nó bỏ bà, nó nghĩ tới bà, nó nghĩ vợ. Dạ. Con không đó, cuối cùng bà phải chịu đi. Bây giờ bà đừng có nghĩ gì nữa, chết, già chết thì chứ phải còn sống gì. Bây giờ bà nghĩ tới đâu hay đó con nó vậy đó, thì giờ lo cho nó đi, đặng lo quần áo cơm nước bà, tuổi già, rồi nó chạy tối ngày lắm, tối khuya khi 5 giờ sáng nó mới về. Con hỏi chú Minh nè. Cấp đầu chú Minh quen một cái bằng mai cô vợ trẻ nè. Quen vợ trẻ là được, tôi cả vậy đó là hòa già tôi mắc rồi mới chối lại là con nhỏ em xui da lên á. Dạ. Rồi mới được quen con nhỏ này nè, bị người ta hại cuộc đời đi. Rồi xong nó nói thôi, giờ là nói với nhỏ em tôi chị xui á. Nói thôi chị xui ơi, bây giờ bà già mắc rồi bà cũng chối Minh vậy thôi tội nghiệp nó. Để tuổi thờ cũng hoàn cảnh nó ha. Bây giờ để tôi coi cái ở xóm tôi nè, có con nhỏ này. Nó đã bị hại nuôi con được 5 tuổi. Rồi tôi hỏi bà chị hai má của nhỏ này á. Tôi để nó coi được không á. Thì tôi cho
bên anh tôi chịu xui ơi, chú làm rồi. Ai còn nhỏ xíu tuổi mà đã có con rồi hả chú Minh? Thì 16 tuổi đi mặn nè, anh mới hại mát con mới 16 tuổi hả chú Minh? Ừ. Rồi cái người đó là 16... người đã quen lại sớm. Dạ chú Minh gấp là mới 16 tuổi thôi. Thì nó kể tôi luôn á, bà vợ tôi á. Dạ. Rồi bà vợ tôi nghĩ tình sớm kiện á, thì mình mang cái gì á, yêu cầu có số tiền thôi về cho mẹ nó thôi. Cũng y gian cái cổ cảnh tôi vậy đó. Cũng là có người lớn lo trong gia đình cho bà tới 4 năm thằng trai á. Là lúc còn nhỏ chưa mang được đó, vợ tôi mang nghĩ tình đã sớm kiện, mình đâu nghĩ gì đâu. Dạ. Mang có tiền đến về thôi, ai ngờ cái ông nội này á, cái tâm lương tâm của ổng muốn suy nghĩ sao mình không biết. Như là mình thấy cái sống cuộc đời của ổng cũng như là ở vợ quá lâu rồi, bị vợ triệt sản nữa. Thấy vậy mà đi cái lưới nè, có mùi lưới nè, mùi nước nè, giật đó. Dòng kéo mà gió nước á, gió kéo cá đó, cái linh cái này cá kia đó, chỉ như kéo cá đồng đó. Nói tóm lại là chú Minh là rước bà vợ này trẻ tuổi, mới 16 tuổi thôi. Không, lúc đó vợ tôi đi mặn đó. Chú Minh nè, thì cấp đầu như vậy đó, chú Minh gặp cô á. Chưa gặp. Không, cấp đầu mà mằng mai rồi mà xác định mà gặp mặt cô rồi đó. Ở gặp mặt vợ chú Minh chứ. Rồi chú Minh ấn tượng cái người vợ chú Minh trẻ như thế nào, chú Minh kể cho con. Thì giờ cũng như mình nghĩ thôi, cái tương lai kệ. Bây giờ cha mẹ chăn chó thì nghèo thương nhau. Yeah. Chứ mình không nghĩ chạy trẻ đẹp xấu đẹp chân. Đúng rồi, mà dắt đó là chú Minh là có chừng là nhìn là bà vợ rất là trẻ đúng không? Rất là trẻ. Vì mình nói vậy, rất là trẻ, tính thôi bây giờ được cầu mai vậy, cái số phận mình đã trời đặt, trời định rồi. Số thương, số hưởng. Chứ thương chứ hưởng, bây giờ mình không nghĩ gì chân á. Bây giờ đó là mình không nghĩ quen biết ai, mình đâu có duyên nợ ai đâu. Mà mình không có kẹt nữa, không có sao nữa. Rồi cấp đó gặp bà rồi, bà có nói gì chú Minh không? Nói gì, tôi nói không, cái bà nín đinh và không biết được trả lời. Ai là người nói tiếng thương chứ? Bởi vì cái bà Mai rồi tôi xuống nhỏ em tôi là tôi hai đầu. Người mà gặp mặt rồi á chú Minh thấy. Gặp mặt cái bà Mai mới dẫn lại. Bà dẫn lại nhà nhỏ em tôi mới nói. Nói sao chú Minh? Nói thôi em ơi, bây giờ hoàn cảnh em á, giờ bà Mai mà dẫn gì nè, bây giờ anh tình thiệt nói thiệt, giờ tôi xuống tới nhà em rồi, bây giờ người Mai dẫn nó tới đây. Yeah. Bây giờ có số phận má anh chết vậy đó. Bây giờ trẻ đẹp xấu đẹp gì anh không cần vấn đề. Bây giờ cha mẹ là câu hứa, bây giờ miễn mà có vợ được á, về gian gái bả làm cho tâm hồn của bả đó bả nằm yên ổn, đặng biết con mình có vợ hay không. Yeah. Đó, bây giờ được vậy á thì em ý kiến biết đi, thì về cho cha mẹ hay đi, ngày nào tốt thì bên đây á, anh em tôi xuống đó hỏi hoài. Cái nhỏ này nó cái bà Mai nó sao tao nói mày hoài mà không trả lời tao tiếng nào cho gì. Đúng, thôi bà hai ơi đi về thôi, anh nói quá nói rồi, nó giết là tôi tự ái tôi không nói chuyện luôn. Cái nó rủ bà hai đi về, đi xe đạp đó, mà tôi xuống nhỏ em tôi cũng xuống xe đạp nữa đó. Tôi nói rồi vậy cái sao mà tự nhiên cái nhỏ cháu nhỏ em tôi đó mới thấy gì chở hàng lại tối đi ăn chè. Yeah. Nó ăn chè nó gọi cảnh này kia nữa mới nói ai chú Minh chở bả đi ăn chè, vợ trẻ đi ăn chè. Nhỏ cháu tôi chở qua chạy nè, chở qua bên đường Dầm Sáng bên á, qua bên nhà nó là qua nhà nhỏ bạn là Mai tôi đó, nhỏ chú gia nghe em tôi đó xong cái chở đó thôi. Bây giờ tao qua tới đây rồi, bây giờ thì đi ăn chè đi rồi nói chuyện. Rồi hỏi bả rủ bả đi rồi bả chịu không? Hỏi bả cái rủ bả đi cái nó gọi thôi. Bây giờ tình thiệt á, cái gì em cũng mắc cỡ đi, cại thiệt ăn chè cho biết cái mùi đầu tiên hồng đêm nhé. Vuốt rồi cái tôi nói miễn mình tâm mình mà vuốt nó chịu á thì nó nghĩ mình, còn mình vuốt mà mấy nhỏ này mà tự ái mà một con còn tự ái nữa phải không? Vuốt sao, vuốt cái đùi quá vuốt cái đùi quá gà vô á, làm như nó hơi là lạnh tôi cũng bị luôn á, cho nó cha chắc nhỏ này im mà chịu không được á. Nó tâm lý nó chắc nó chịu thôi, nó chịu vậy thôi. Bây giờ thôi, giờ ăn chè tâm lý nó chuyện gì đi. Rồi nói nó hoài, nó nói chuyện rồi nói gì rồi. Cái nhỏ cháu tôi nói thôi giờ cậu sao ở đây đi, không muốn về, còn về tôi rước qua. Thì bên đầu kinh Dầm Sáng bên đây nó là bên bển. Con thấy bển, chú... chạy đường vòng nha, đường kinh 7 á. Con thấy chú Minh là từ khi mà quen với nhau đi ăn chè rồi đó, rồi chú Minh có lại cái người vợ đẹp, vợ trẻ đó liền không? Không, lúc ăn chè là mình rủ nó ban đêm á, thôi giờ lỡ chớn rồi thì hai vợ chồng cậu cháu nó vợ cháu tôi đi về đó, về nhà má nó ngủ á, rồi thôi hai mà về đi. Thì bây giờ tình nghĩa anh đã được gì cậu được gì đấy ha, bây giờ cậu ngủ đỡ ở đây đêm. Nói vậy chụp mà ông mình vước đi, cái lấy xe đạp chở vợ lên Tầm Vong nè, lại nhớ bạn, nhớ bạn của vợ tôi là Mai đó. Nên thôi giờ em không về nhà thì chợ má với cha mẹ tự ái biết không, bắt bẻ là mình cũng coi không được nữa. Coi nó cũng tự ái nữa, vì từ nào giờ mình chưa ra mặt cha mẹ anh ta,
mà mình làm gì cũng hơi run, hơi run nha, cũng phải sợ nữa. Nói thôi giờ em muốn trẻ đi, em muốn ý gì thì lại nhà bạn thì bạn, thì nhớ bạn mặn cỏ chung nè, đặng nó trở lại làm mai đó. Đó nên cha được chỉ có lý à, thành ra cha mẹ nó không hay cái cảnh gì là cũng ngon rồi. Là tối đêm nay có rồi ha, đầu mà nói chưa kịp mừng nữa thì nhớ cháu qua đi cậu Sáu ơi. Thôi mẹ tôi kêu về bỏ, trời ơi là trời, tôi nói kêu câu nó gọi ra ông ơi, mình mấy tôi không còn gì nữa chân, mình mới đương được vô cái hộp đó rồi là chuẩn bị là tối đêm nay vô ngủ là cả như lụm kèo hả? Lụm kèo luôn rồi, là vô rồi là mình thấy là hứng đêm nay của mình là một ngày nay là con người mình là cả như quá trời ha, là im rồi đó, im nha, là mình chấp nhận mình nghĩ tới người ta thì mình nghĩ tới luôn, chứ không phải mình nghĩ ra mà để mình bỏ ngang coi cũng vậy là không có được cái số phận gì. Rồi 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 từ hôm bữa đó rồi bữa nào mới có lần sau không chú mình? Không. Rồi mới thấy vậy nhỏ cháu tôi mới rước về, nó sợ tôi hại đời của người ta. Rồi nó thôi cậu Sáu à, mẹ tôi kêu về liền. Để vậy làm vậy là tôi biết cái tánh cậu, bị nhỏ em tôi biết cái tánh tôi, sợ cái nghĩ này nghĩ kia, thành ra nó bể đi biết không. Tính chắc đất đó là tính là tính bữa đó phải không? Thì đêm đó mình nói rồi rồi thì phải chắc ăn rồi, phần trăm rồi. Thì con nhỏ này mình gờ thì sẽ kêu nó bây giờ anh muốn ngủ đây á, thì đợi nhỏ bạn ngày mai đó là ngủ đó. Chú mình nói chuyện tiếu vô là mình đã vô đẹp rồi. Đúng rồi là trong mình khỏi lo ha, rồi đêm nay là mày có rồi đó nghe. Có sức khỏe mình cũng là có tâm hơi chỗ nào là cũng đỡ rồi, rồi. Chú Minh rồi như vậy đó rồi chạy chưa gần tới nữa là nhỏ cháu tôi qua kêu rồi, phải một cái lúc mà nó vô nhà thứ đó mới chết nữa đó. Chết ha? Chết nữa, chết mà không biết cách sao đây rồi. Cái hai chồng nó thôi cậu Sáu à, mẹ con nó kêu gọi cậu về bển ngủ đi, chứ để đừng có ngủ ban đêm hôm ta mà như vậy mình đương coi ta mà qua đã vậy rồi mà để mẹ tôi sợ. Hai chú Minh rồi một cái lần mà gãy kèo đó gì đó rồi lần nào chú Minh mới hoạt động dạ, chừng nào mới hoạt động dạ dạ thì có ở đâu thì gọi thì nói cha mẹ này về báo cáo mẹ nó. Nó bà hai ba chở con gì anh nói quá nói má ơi, mà anh hôm nay đó nó chờ ý mày, người ta nói vậy mẹ trả lời tao, bà hai ba chở vậy thôi mà cho má ba hay vậy đó, thì bây giờ mày ý kiến hứa hẹn ta đi coi ngày nào xuống đó, là cái bà đó mới hứa hẹn là chị hai à, bây giờ hoàn cảnh ta nói vậy bận chút chứ bà hai đó, nó thấy gì nhỏ này không trả lời tay chân á, thôi giờ bà muốn vậy á thì được, cái hoàn cảnh mà nghèo xa lôi mà con khổ, con của bà cũng khổ nghèo mằng cỏ mằng mướn, bây giờ hai người bà gả đi, bây giờ số trời đã định rồi, nó cũng ở dưới nhiều người coi lắm mà ta phá ta hại nó cũng như hại là ngựa chớm dòng con hỏi đây nè. Rồi lần đó mà đã gãy kèo rồi chừng nào mà chúng mình mới khiều cô được, cô khiều gì lúc đó khiều rồi thôi, gãy kèo đó đâu đi được đâu, về luôn rồi chừng nào mới xác định là về mới cha mẹ nó kết luận được mới cho mình xuống tới. Xuống hả? Xuống mới dắt là cha mẹ nó. Rồi cha mẹ nó hỏi này kia nọ, rồi bây giờ tôi nó sợ tôi một rồi có vợ hai chết vợ đây hai đời con của bà nữa, ý mình trả lại cho bà nói gì đó. Con ta là trẻ mà ta đời một con mình thì mình lỡ thời mình không có sợ, mà bà sợ gì đó biết không, mà bà nói cũng như là cái nghĩ bà nói ra cái tâm của mình biết, mình biết rõ nó như 10 thằng mới có 1 thằng được vậy, mà biết ý người ta được vậy không, phải sợ hai đời con ta. Vợ chúng mình hiền quá à. Nó hiền. Rất là hiền hết chúng mình. Rồi nói rồi cái bà vợ tôi á, phải sợ đời con ba nữa, xa lôi này hại đời khổ nữa, là cái hoàn cảnh nhỏ này á, thì mang thêm đứa nữa là khổ cho nó nữa, rồi bà nghèo nữa, tôi nói thiệt bác, đã chấp nhận con, anh em tụi con chúng con rồi, thì tới được tuyên bố cái việc tới. Đó. Bà nói vậy rồi, tôi nói bà mới trả lời con bà đứng sao biết giờ mình hoài à. Nó chờ ý kiến cha mẹ lên tiếng, nó tụi nó xong là cái nó thôi để người ta trả lời con vậy đó, con nghĩ sao nó má chắc tao nói thiệt, anh em nó chút ba mẹ rồi, ba mẹ biết sao giờ, ba mẹ nói con chịu thì được lựa ngày nào tốt là cho chúng ta chú mình à. Trong khi đó mà là trong khi mà hẹn rồi là chú mình với vợ người vợ trẻ đó là làm đám rồi mình mới khiều hay sao? Làm đám rồi cái ý lâm mình nó là làm đám còn ngon hơn cái ban đêm mình uống chè nữa. Rồi làm thì xong rồi lên đây mình cũng trải lại. Rồi trải lại trên dòng họ ta cũng lên. Dạ bữa làm đám là chú mình sáp vỏ luôn hay gì? Không, lên là xong cái ăn nhậu chú rồi cái mình mới kêu cha mẹ với còn bà ngoại đó. Nó thôi ngoại với mẹ bây giờ con uống có cái lệ gì á, cái lệ đám vui chút đỉnh vui ha. Nó say nó hứng rồi, cái thằng này nó nghĩ gì trà. Bữa nay chắc vô trong tâm mình nè. Tôi nói gì được à, bây giờ mình chiếu người lớn vậy đi, giờ mình vô mình ngủ thì nó mệt thiệt, vô ngủ chung chỉ không vô ngủ trước rồi vợ tôi mới biết ý
biết ý kèo mình đâu có hứa hẹn gì đâu. Chứ vợ tôi nói thôi, giờ thấy không có bao nhiêu, thôi chồng mình vô cảm coi nó ngủ say mệt sao. Vô ngủ rồi cái là bộ tôi vừa cũng ngủ mệt thiệt, cái vô lúc đó làm luôn. Chú Minh đây lần đầu tiên là chú Minh hỏi, hỏi người bà trẻ hay sao? Ừ, hỏi rồi bà coi sao, bà có tự không? Bà không tự, bà thấy nó vô cái nó tưởng đâu anh say anh mệt, không có, anh mệt thiệt. Mà thấy em vô vậy thôi, trong buồn vậy thì vợ chồng mình chạy ấm cúng nhau, mình nghỉ nhau luôn. Trẻ trẻ ngon không chú? Ờ, tôi trong khoảng trẻ, mà chắc trẻ còn ngon không chú Minh? Không, lúc đó nó cũng được 16 cái, trẻ đó, gái trẻ cái gì đó ngon à chú Minh? Gái trẻ thì nó ngon hơn, vị tơ đầu tiên mình nó biết được. Còn ê, lúc này là... thằng bà nó 5 năm rồi. Ê, 5 Minh. Năm mà gặp cái tuổi mình nó cũng được đi. Chú Minh, con hỏi kìa, cái chắc đó là chú Minh cũng sức khỏe chắc gì lắm à. Trời, lúc đó nó dữ lắm rồi, nó khỏe mà mạnh còn hơn cái lúc mình ngày bình thường nữa. Theo chắc đó chú Minh là khiêu người vợ trẻ đó. Khiêu đều đều à. Một đêm đó là cái bữa gặp đó là chú Minh khiêu mấy nhát? Một cái một thôi à. Có khi nào chú Minh vượt quá sức mình không? Vượt quá sức là cũng hai. Hai. Mà bữa nào như bữa nấy hay sao? Là hai cái. Thì nó ngay ra mà tới mình tính ra nay là mười mấy năm đó. Bữa nào như bữa nấy. Rồi bà có khi nào tại vì có sức khỏe của mình mà. Khi nào bà sợ chú Minh không? Không. Bà còn nói mà nó anh làm gì đó chưa nhúc nhích gì tôi chứ. Mà tôi cũng muốn thua đó. Mà mình nghĩ ra hồi đó nào giờ ông bà già cả ta có nói thiệt. Nói đàn bà với một tuổi một con á, chị ngon nữa điếu mà gặp con trai đó thời mà gặp cái đó thì nó sung sướng thiệt. Ê, chú Minh, mà mình chịu không nổi. Chú Minh giờ cho con hỏi chú Minh có cái bí quyết nào mà mình chập có vợ trẻ không chú Minh? Ví dụ chú Minh mà có người vợ trẻ nè. Cái đó là mình chập mình nói là cái đó ăn thua cái tâm mình. Ví dụ bây giờ gặp người cô gái trẻ rồi mình nói sao mà họ cái đó là quyết định mình không có nói được nữa. Bởi vì sao chú Minh được? Mình được là bởi vì mình nghĩ đời của mình á thì cha mẹ mình nói Minh, gì. Ví dụ chú Minh có người vợ trẻ vậy đó, rồi chú Minh nói như thế nào chú Minh kể lại cho con nghe cái mình. Mà mình hồi nào giờ mình chưa quen nói vụ đó. Mà thì... cách đầu chú Minh có vợ trẻ nè. Không, không có, chưa có. Không, bà vợ trẻ kìa, cách đầu tiên kìa. Cách đầu tiên chưa có ai chơi luôn. Không, ý con hỏi rước cô vợ trẻ kìa. Rước lại thêm vợ trẻ đó hả? Dạ. Rước nữa là cái đó cái tâm mình không có muốn nữa. Không phải, con nói là bà chú Minh hiện tại là có bà vợ rất là trẻ nè. À, rất là trẻ là... cái cách đầu á là cho con cách hỏi. Đầu là lúc đó mình nói là vậy thôi. Nói sao chú Minh? Nói vậy em à, bây giờ mình sống vậy là anh cũng là cái từng tuổi này nó đã gì rồi, nó quá vượt rồi. Bây giờ mình sống vì vợ chồng mình thật tình đi. Dạ. Chứ mình đừng có nghĩ tới ai nữa. Thì anh tình thiệt, anh nói thiệt là anh mới giữ cuộc đời của anh nói gì mới gặp là em mới gặp anh nè. Rồi nè. Chứ mà em khó sống khi gặp đời anh lắm, khó hiểu lắm. Uống nước đi. Anh nói vậy để từ từ tôi sống đó với anh tôi mới biết được. Cho tôi gặp hoàn cảnh của ta thì sống rồi coi lại á thì coi ta không ra gì. Thành ra mấy người đó mắc cái hiểu tâm lý của người ta. Mình sống ta phải nghĩ người ta, mình lo người ta, ta mới thương mình. Dạ. Là mới được cuộc sống vậy mà đi đâu ai điều ai cũng nói trên á. Thôi sao chú Minh? Nó công nhận ông vậy còn sướng hơn mấy đại gia. Là sao? Là cũng như ý là ông nói ôi, mày dạ nghèo chị. Mày nghèo mà kiếm được mà con vợ đâu mà tới nhỏ hai giáp là mày quá trời rồi. Đại gia là kiếm lắm, trẻ là cũng tự giá, nhỏ lắm mà cũng 4 tuổi. Có khi nào mà con hỏi câu gì nghe chú Minh, có khi nào người ta nói chơi đó, đi chợ rồi đó, ta nói ai cha con đi đâu, cha con đi đâu hả? Có khi nào người ta nói gì không? Mà có, ta nói mà ta dám nói ngay mình. Con có nói không? Có. Nói sao chú Minh? Cũng ta hỏi. Nói sao chú? Nói sao mà ông này già làm như là con ổng cái gì á. Chứ người ta không có nghĩ tới cháu. Đúng rồi, đó đúng chừng rồi. Mình đi rồi á, mình uống lại á, thì người ta có hỏi mày. Người cha chủ quán mình mới đầu tiên chưa quen người ta hỏi nè, ông Minh. Thấy ông dẫn hoài là chủ quán thì người ta nghi là vợ mình đúng không? Còn ngoài đường người ta nói là chủ quán. Chủ quán nói mình. Giờ cô hỏi thiệt anh Minh nha, cái này là vợ anh đó, con anh trợ vợ tôi á. Tới chừng mà tôi làm giấy kết hôn đó kìa, mà tới chính quyền công an kìa, người ta còn bình luận người ta nói á, nó không nhẫn con em lại á, cái này là con không có gì, nó con dâu. Tôi là ba ơi là ba, cái này là vợ tôi. Tôi mới hỏi mấy anh á, lặng bằng giấy kết hôn. Vậy luôn hả? Giấy kết hôn nó dễ, mà hỏi ý kiến, hỏi hoài, hỏi chừng nào hai mới được. Là tôi hỏi thật anh Minh. Anh nói thiệt rồi nó chơi là tôi nhẫn con vợ đó hả? Ừ, đang làm giấy kết hôn á, mình lúc đó là xong rồi mà chưa có bằng giấy kết hôn. Nhẫn vợ là mình ta nói là nhẫn con lại. Thì lúc đó ở nói là mới bằng giấy kết hôn rồi biết sao. Là ở được đó, có đứa con được 1-2 tháng rồi. Dạ. Rồi người ta kêu bằng giấy kết hôn đi nó kết quả hơn. Biết không?
cái lúc dạ. Mà mình coi vợ mình thấy mang cách thôn là mình chưa mang mà mang trễ cái lại nó chính quyền nó cũng quen cái hỏi mình hoài ý kiến hoài tôi nói thiệt anh á cái này tôi tình thiệt nói thiệt cha mẹ tôi chết thành ra tôi mang cũng hơi trễ bây giờ tôi ẵm con tôi lại nè là vợ tôi ẵm đó là còn bầm trên tay đó dạ. Mà lại tới chính quyền luôn ngay mặt luôn mà nó còn hỏi mình gì hoài đó dạ. Tôi nói tôi đời với tôi nói dốc gì tôi nói được ông nói làm sao chứ hỏi thiệt anh nha vợ ông sao mà ẵm đứa con mấy tháng cái này tôi nghi là ông làm cái thôn giả là cái này á tôi không ăn ông nói thiệt tôi mang cho ông là khỏi lấy tiền mực luôn ừ. Tôi nói tình thiệt anh nè cái nào là mình nói sớm mình nói dắt sao bà già tôi mắc mới cho vậy rồi tôi mới mang trẻ đi cái này là vợ tôi thiệt bị thấy tôi lớn tuổi rồi con vợ tôi nó trẻ nữa đúng rồi lúc đó con được. Chưa được năm nữa à được năm bà, lại chỗ làm giấy lại chỗ làm giấy cách thôn á là ông có nói thiệt không phải là con ông không là thì vợ. Mình lại thắng mình nói thiệt nó luôn mà thằng đồ nó ngồi chăn bàn mới hối mình hoài à nói hối hoài sao chúng mình nói ông nói thiệt ngang mình rồi tôi màng trong nha chứ không phải nó cạch trẻ mình nó hỏi hai ba lần là tôi có hỏi thiệt luôn nó nói thiệt anh nè cái này là vợ tôi thiệt ông à người đó là tôi mới trình tôi mẵm con người ta nói là tưởng đâu là con chú mình hay gì cái bên tưởng đâu là nó một ông nói á là thiệt đi tôi màng trong chứ lẽ tôi nói một câu vậy lẽ vợ tôi lẽ tôi nói à lẽ tôi màng giấy kết hôn cho con dâu tôi nói gì ông cũng hiểu phải không cấp đầu tại cái đó là mình hiểu cái tâm là không biết cái chọc mình á là nó nói sao chứ mình nói cái câu đó là tôi dẫn vợ tôi là bằng giấy kết hôn còn phải là tôi dẫn vợ con dâu tôi bằng kết hôn á thì cái chế đó là chồng đi vắng với ông là cha mẹ dẫn con dâu lại là bằng giấy kết hôn là cái chuyện đó nói một lẽ chứng nói là mình biết còn này tôi nói tôi dẫn vợ tôi lại á mới một hai tháng à là tôi bằng lại giấy kết hôn đi có giấy kết hôn mới vững hơn nó mày nói thiệt đi mày nói gì tao không dám bằng đâu tao tưởng đâu là con của chúng mình lại tôi nói một là con dâu hai là con ruột dạ đó tôi nói tình thiệt hoài nữa mới nói mình hai ba lần mình cũng nói hai ba lần ấy vậy đó chạy hả cãi quyết liệt gì hoài cái nói thôi bây giờ nói thiệt không ông nói thiệt phải không đưa nói thiệt thôi tôi mắc trong nó mới chịu ăn trời ơi cũng mà trên đời như thế thôi được nóng lạnh là trời cái đó mình không biết cái tâm lý là nó dốc mình á nó dạ. Gài mình á gì mình không biết mà thấy nó nói mình hai mà đợt gì hoài mình cũng nói thẳng mình tin thiệt có thiệt đâu sợ đó tôi mới thẳng nó hai lần gì đó lần thứ ba nó hỏi nữa hỏi lần thứ ba tôi thôi bây giờ nó thiệt ơi thiệt kìa tôi mà cho anh tôi thấy con anh là con mà sáu thiệt tôi biết bây giờ anh sống anh chạy nghề xa lôi rồi cha mẹ căn cứ vậy mà tôi đâu biết anh là có vợ mà nó đâu biết mình là tuyên bố là có vợ đâu mà vợ chừng mình vợ. Ở được có đứa con mới biết dẫn lại là nó mới nghi mà vợ mà vợ trẻ khô à rồi trẻ thiệt anh công nhận đi đâu ai cũng hỏi chứ người ta nói về chú Minh con hỏi nghe đi chợ đồ á cấp lần đầu mà chú Minh có vợ trẻ nè rồi người ta nói là chú Minh dẫn con mình đi đâu không có khi nào không cái đó người ta không có nói ngay mình người ta nói sau lưng ha người ta nói sau lưng sau rồi khi người ta nói á khi mà lại quán quen uống này kia nọ ta nói tôi hỏi thăm anh nha cái này vợ anh nói gì cái con anh tôi nói vợ đó anh ơi anh nói gì hả mà trong thường quán xá lại uống á rồi cái khi lại uống quen á cái tâm hỏi mình dạ nó sao mà ông này lớn tuổi mà thấy cái mặt già mà con nhỏ là trẻ mà sao thấy thường mình cũng uống ngay quán này với mình lại uống hoài ảnh cũng là chợ uống hoài rồi ta không nghi ta mới nói yeah. Rồi từ sau này có con á ta cũng hỏi nữa cái này cháu mày hả chị cái vợ mình gọi đó cái đó cháu là cũng như là con nhỏ con gái là con vợ mình nó cái lớn nghĩ không hỏi mày cháu nội cháu ngoại ông bà, chú Minh. Cái đó con tôi mà chú Minh sao mà vợ trẻ mà sao chú Minh cho đẻ dữ vậy đẻ là tôi nghĩ cũng như mình nghĩ con ở đông thì mình cũng biết tội nghiệp rồi mà mình nghĩ lại đừng chắc con mình đi chơi đây chia nổi ta tướng bả đâu có gì đâu mà bả đẻ khổ rồi không mà đẻ mà khổ kiểu này không có tiền mà có chừng không đẻ rồi chả mới mà lên chảnh mấy bà mụ nó công nhận ổng lên nữa rồi mẹ ơi thấy ba năm lên nữa thì bốn đứa là cách ba năm con à thấy tội nghiệp ổng thấy mặt ba buồn ha chú Minh mà thấy bà vợ chú Minh mặt con thấy hiền quá mà buồn nữa với hoàn cảnh trong cái tâm của nó chưa hiểu được nó ra chuyện đời thành ra mình nghĩ chỗ đó mình mới thương vợ mình chứ mình gặp nhiều đứa nó hiểu chuyện đời nó nói không khi nào chắc ở được đâu mà ở được khi chừng đứa hai đứa hết lóc rồi nó ông ham quá rồi sống ông lo được tôi không mà ông lo được cái con mà tới rồi mà ông đẻ dữ vậy cái vợ tôi nghĩ nó thôi giờ tùy anh muốn con đông thì mình nghĩa nữa cho con hỏi á mình có một cái người vợ trẻ nè thì một cái đêm đầu tiên như vậy đó là mình thấy nó một những cái có vợ trẻ là nó thoải mái không chứ mình
thấy nó thoải mái. Cái cấp mà mình quèo đó. Ừ. Là cái cấp đó. Cấp quèo đó, lúc đó tôi nghĩ trong tâm tôi là nghĩ cài. Quá ngon. Mình ở vợ hiền gặp được chị là quá hay rồi. Gặp sao nhiều đứa, nó suy nghĩ, nó nói khi mình không biết đường trả lời. Thành ra con vợ mình cái tâm của nó đó, nó thấy mình ở chung thủy nó thiệt, nó mới im cho mình. Con hỏi chúng mình nè, mà không biết cái cách nào mà chúng mình mà có một cái bờ vợ trẻ rất là trẻ. Bởi vì tôi mới không hiểu được, bởi người ta nói ở phải gặp phải trời định tới thôi. Chứ nên vợ tôi nó khai hoài, nó ở nhiều người ở lắm rồi đó. Thương lắm rồi mà tới hoài người ta phá hoài à. Đúng rồi, không chịu. Mình cuối cùng có cao nội để ông hại đó. Ờ, ý con hỏi nè, là cấp đầu là có nhiều người thương bả, nhưng mà bả không chịu. Bả đâu bả chịu mà người ta không có tới được, bị người ta phá. Ở sớm thì người ta phá, nói sao mà này, tụi mày đừng là coi. Tại sao mà nó bị cùng cùng điên điên. Tính hại cũng như mấy người ở sớm, người ta tính hại tính không cho ai lại coi nhỏ đó. Mà sao mà chịu, chú Minh hay nè trời. Chịu hay là cái đó trời định đâu ơi. Với ý lẽ mình cũng ra giác mặt cha mẹ ta, cái đó mình ngay thẳng. Chú Minh, ví dụ chú Minh có lời cấp đầu gặp bả đó, người già trẻ, chú Minh có tâm sự với bả lần nào không? Không. Hay là sáp ở luôn đâu? Sáp ở là tới luôn nè. Sao chú Minh không, thí dụ người đàn ông chú Minh, con thấy chú Minh miệng lưỡi lắm nè. Miệng lưỡi là mình, cái lúc đó là mình phải nghĩ mình nói chuyện với ta, mình phải nghĩ quen. Rồi cũng ít nhất hay lắm rồi, từng lễ 10 bữa, tháng, 2 tháng rồi. Chú Minh, được. Chú Minh cấp đầu là lấy lòng cha, lấy lòng người lớn nha. Mình quánh tâm lý là lấy lòng người lớn chứ. Lấy lòng người lớn là được, cho tới là tới rồi làm luôn Rồi sao? Không có quen biết nói chuyện gì trơn á. Từ từ mới là lấy lòng em yêu ha. Lấy lòng em yêu là nói cha mẹ quyết định vậy là mình cho xuống tới là ta cho tới mình tới luôn. Tới luôn là làm luôn cho đúng ra cái này mình phải quen trước. Tôi mới tâm lý mình mới hiểu đời cái sống của mình. Rồi mình nghĩ lại cái sự sống mình, mình giữ cái tâm đó. Nữa sau này mình biết ý mình nói là cấp đầu nha. Chứng minh nói con là cấp đầu chứng minh là tính là lụm mẹ. Nhưng mà bẫy kèo. Tôi nói là lụm được con nhỏ này nó hỉ á. Mình tình thiệt nó thiệt, chứ phần nó hiền mình thương nó thật. Thì tâm lòng nó hiểu 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 mình thật á thì mình mới thương nó. Rồi nó mới dám trao cho mình. Chào thì nó trao cho mình thì mình cũng hết lòng mình cũng giao cho nó luôn. Cấp đầu chứng minh vuốt cái gì? Cấp đầu chứng minh vuốt cái gì mà lúc ăn chè thì vuốt có đùi đó thôi à, mới vuốt thôi mà còn gì đó, còn hơi tự ái đó. Bà bận quần đùi hay gì? Không, quần dài. Mà nhưng chứng minh vuốt rồi bà thì sao? Thì vuốt rồi thấy bà im rồi. Giờ chứng minh nó chịu hả? Thấy im là trong mình là thấy là được rồi đó. Im mà chịu. Chứ mà nhiều đứa mà vuốt rồi nó gạt qua gạt lại để ý nó chưa muốn. Rồi nó còn câu trả lời. Còn cái này vuốt nó im gu là con nhỏ là mình thấy nó hiền. Chứ không có biết đường trả lời á, thành ra mình trong khi khó. Hôm bữa chú Minh lại nhà của mẹ của cái là lại quán, lại quán kìa. Lại quán. Ý con hỏi là chú Minh mà làm khiều vợ chú Minh đó là hôm bữa đó là chú Minh lại coi luôn hả? Coi cái đó là ban đêm qua thôi. Ban đêm mà. Ban đêm qua là tình cảm là mình dẫn vợ mình lại là uống với mấy cháu là ăn chè thôi cho vui vẻ là mình nói chuyện. Con hỏi mà quẻm kìa, quẻm người vợ trẻ kìa. Là mình tại nhà luôn, tại nhà vợ luôn hả? Không, cái đó tại quán là đưa đi về lại nhà bạn á. Là mình thấy quẹt về để về với là ngủ là chắc có vô rồi. Ăn ngồi đâu con cháu mình nó kêu về nó phá kèo luôn. Nó nói thì phá trước sao mình cũng tới đúng rồi, mình đâu còn sợ mắt nữa. Cứu mình nó chịu rồi á thì mình xuống giáp là cha mẹ nó chắc chắn cho tới là mình tới luôn vô phương ha chú. Ăn thua nó về là trả là cha mẹ nó mẹ bà tôi lại tôi nói chuyện ảnh vũ cho ăn chè mà anh làm cái mối tình yêu mà cực kỳ quá rồi mấy cha mẹ nó ra nói mà ý mày người ta làm gì anh ý người ta mới chịu mày còn mày nói tao vậy ta trả lời mày ăn thua mày chịu tị mày. Chứ mà hỏi tao, tao hỏi mày như thôi. Đó, bây giờ mày im vậy á, thì chấp nhận người ta thương mày, tao mới làm vậy thôi. Đó, mày được vậy á, thì cha mẹ nói thì cho tao xuống tới. Nó mới nói, rồi báo xuống cho tới liền. Trời ơi, lúc đó tôi mới ghê đâu. Tối sao chứ mày? Lúc mà rộm xong rồi á, đâu có đi xe giúp dao đâu, mới kêu sơm. Người đi chập. Vợ tôi ôm ngồi chính giữa, tôi ơi sao ngồi tới. Tôi nói ngồi tới, sao nó vô kèo, nó không vô. Đụng đỉ mẹ, tôi chừng mà lên xe biết cái nó vô thiệt không. Vô sao chú mày? Nó vô là ngồi cái băng cửa vô nè. Nó ngồi trong. Cái tôi ngồi ngoài. Tôi nói mày thèm quá, ăn từ từ. Chú Minh mày làm gì ra trước, tao hiểu được. Anh nín là nín không được đâu. Đồ, chú Minh nói gì nhận không? Sao mà cái mà? Lúc đó, sao mày cảm giác mày nói chuyện ta trong minh tâm trước á, trong lúc mà đi xe ôm từ trong dầm sáng đi ra tới dầm sáng xe buýt đi lên tới đình đi, lúc đó mày không làm kèo tao đi, bây giờ mày trời lên xe buýt chứ mà tới dừng giữa dục đường á, tới đình kia mà làm giữa dục đường tao mắc hứng luôn. Vậy mà còn mạnh anh, xong rồi đãi lúc đó làm luôn đó. Nó mới hay vậy, tao nói mày thèm quá cũng đành từ từ nó cũng vô mày thôi chứ có ai đâu mà sợ. Ôi, công nhận
thằng này chú nghĩ tâm lý thiệt. Rồi hôm bữa đó là chú Minh giữ không, theo mà sức khỏe của chú Minh là liền mà sức khỏe tôi thiệt không, liền không chú Minh, nó đều đều hoài không, mình nửa tiếng không chú Minh, đâu quá mấy phút hả, mình canh có chừng khoảng chừng 20 phút là hết lóc rồi. Là bà sợ chú Minh không? Bà không sợ chứ mình sợ thiệt á. Bà vợ trẻ bà sợ không? Bà sợ mình á. Bà sợ làm sao? Bà sợ mình làm giết bà phê quá rồi bà nằm mê mê cũng mới sợ bà. Ông ơi, là giết bà nằm giết tưởng là bà nằm đi ra thuốc ngủ vậy. Ghê bà sợ. Tôi hỏi em à, bộ đã lắm, êm không? Nói gì nữa, còn gì nữa nói. Tôi nói vậy thôi. Bà nói gì thì từ từ rồi, từ từ thì anh mặn anh chạy vậy. Thì anh tính đi, chạy tính mỗi tháng mà một ngày, một tháng, một năm, một tính là ở 17 năm rồi, năm nay 18 năm rồi. Bà già tôi mất 2006. Mà tôi nói con người tôi gì mà còn khỏe hoài không, mà nói ra thì nhầm người ta biết. Thế ở gần ta biết nha, là lạ ta nói á, cái thằng ở gần á, nó công nhận anh nói là có thiệt. Chứ tôi ở gần đây tôi còn thua anh nữa đó. Thua là sao chú Minh? Thua là anh nói sức khỏe anh lớn tuổi gì mà tôi đây nè, vợ tôi trẻ nè, tôi còn chưa lại bằng anh nữa. Mà anh tình thiệt, tôi nói thiệt, bây giờ tôi ở chớm đây tôi biết ảnh nào giờ. Còn những người khác tôi không hiểu nha. Đó là từ chỗ đó, câu đó tao bình luận tao mới nói á. Ở chớm viện đó tao nói, dù mà ổng vậy còn hay, tôi từng tuổi này tôi bằng ăn có mà tôi còn chưa chức là ổng. Ừ, ổng thiệt đó ông ơi. Ổng nghèo mà ổng chạy xe lao động này công nhận sức khỏe đầy đủ thiệt. Quá dữ ha. Ừ. Đó, mới vậy tao mới nói vậy là tôi sao. Cái bữa đó là chúng mình làm mấy nhát? Một giác một à. Rồi bữa sau là chúng mình. Rồi khi nào dắt sáng nữa nó làm nữa thì làm tiếp, còn nó không làm nữa thôi là mình đi chạy xe. Ôi ơi, vậy là cô nó hay lắm, nó tùy theo. Hay là tùy theo, thí dụ mà nó tùy theo cái mỗi ngày. Chứ mỗi ngày ngày nó không có chơi, mà khi nó mỗi ngày khi nó làm thêm mình dắt nữa thì mình làm theo nó thôi. À, là chú Minh là ăn thua hoạt động mình á. Một ngày là chú Minh là bữa mấy nháy? Một giái cũng có, khi hai giái cũng có, ăn thua tâm mình. Ba luôn. Không, ba thì hết có. Trời ơi. Phải có nữa ha, cái tâm mình cũng chịu nữa. Rồi chịu sao? Chịu cũng như vợ chồng mình ở chung thủy cho nó biết cái rạp cảnh của mình. Cái cảnh mà thấy cái cảnh, sẽ cái cảnh sức khỏe mình, con người mình, cái cỡ nào mà anh ghê hồn cái đó gì là mình mới sợ. Bả có khi mà bả đâu sợ đâu hả chú Minh? Bả không sợ thiệt qua mà tôi sợ thiệt, còn tôi không dám đầu hàng. Tôi nói chuyện anh chưa đầu hàng chứ anh bị thương anh cũng gan lết à. Anh lết tới cũng làm tới hoài. Thành ra chịu sống gì tôi không hiểu được. Minh ơi, con bữa nay á, con gửi cho chú Minh một cái phần duyên này là của con nha. Dạ. Thì cũng có ít lòng nhiều thôi. Dạ, có ít lòng nhiều. Nhưng mà đủ mua gạo, mua đồ ăn cho chú Minh. Vậy đó. Yeah. Dạ. Thì video bữa nay là chú cháu mình trò chuyện là vui thôi nghe chú Minh. Dạ, dạ. Vui vẻ vậy, tôi rất là cảm ơn cái video này. Vì giúp vợ chồng sống ngày nào hay ngày đấy. Dạ. Là được cũng hạnh phúc gì rồi.